Đã vào đến vườn này thì cây nào cũng thấy đẹp. Ok. Mai vàng. Ở bên này là mai thái. Ui Đây là cái mai bụi. thái ạ. Đấy. Bậy bụi là mai thái. Anh mua mai vàng, em mua mai thái. Quan trọng là nhà mình trồng ở cái địa thế đất dốc hay là đất bằng? Đất bằng chị ạ, đây mai thái. Đất bằng thì mai vàng, mai thái phát triển như nhau. Mai thái này. Lá to, lá dày thì làng mai thái là nhất. Đây. Không có loại nào to bằng. Chục gốc hoặc 10 gốc. Ok. Đây mai vàng này. Vàng. Đây mai vàng đây. Đây.